Xin chào tất cả mọi người, em là Vũ Minh Như, học sinh lớp 6A10, trường trung học cơ sở Tân Phú. Hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người biết về cuốn tiểu thuyết Thu Thái Hai Vàng Trên Cỏ Xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh là tác giả của rất là nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Mắt Biếc, Chú Bé Đắc Rối hay Cho Tôi Xin Một Vé Đi Về Tuổi Thơ. Quyển sách đang cầm trên tay đây xoay quanh cuộc sống của một cậu bé tên Thiều, sống ở vùng quê nghèo khó của vùng trên đất Tường. Tường là cậu bé hiền lành, rộng lượng, cô yêu quý anh trai của mình và thương yêu động vật như cá sâu, bọ, rắn hay trết. Tường là người hướng nội, sống nội tâm và bao dung. Ngược lại, Thiều là người hướng ngoại và cực kỳ tinh quái. Thiều hay trốn tránh trách nhiệm của mình và hay để mình chịu đựng một mình sau những lần bị phá mình về ra. Thiều cảm thấy rất ăn năn và có lỗi với em cậu. Trong tâm trí cậu cũng vẫn rất thương em trai của mình. Bộ truyện nổi bật nhất là tình anh em, tình làng nghề xóm hay những tâm tư ở tuổi mới lớn. Truyện dài 81 chương. Và chương nào cũng hay, cũng đầy ý nghĩa hết. Thu Thái Hai Vàng Trên Cỏ Xanh sẽ được cuốn tiểu thuyết đáng để mọi người đọc nhất. Truyện này lắng động nhẹ nhàng trong tâm tư, để rồi ai đã đỡ đọc chỉ không mà quên được. Tác phẩm này càng khiến anh thương cô bé Mận hơn. Sóng gió bất chợt ùa về mái nhà của Mận khiến cô bé lẻ loi. Cũng nhờ anh em Thiều đã mang đến cho cô bé niềm vui giản dị mà cô bé đã có ý chí hơn. Cuốn sách này có sự ảnh hưởng rất lớn đối với em, và em tin chắc rằng những ai đã từng đọc qua cũng sẽ có những cảm nhận tương tự. Em thấy đọc sách góp cho ta rất nhiều kiến thức về viết văn. Và trong những cuốn sách thường có những câu văn rất hay, làm rung động lòng người. Hơn thế nữa, đọc sách là một những cách để giải tỏa căng thẳng, biết thêm nhiều kiến thức hơn. Khi đã thích đọc sách rồi, ta sẽ biết được rất nhiều lợi ích mà đọc sách mang lại cho ta. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài giới thiệu của em.